Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình, tôi xin thưa chuyện với quý vị về hai cái vấn đề then chốt. Cái vấn đề thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm điểm lại một năm thi hành cái nghị quyết Trung ương 4 về vấn đề sửa đổi chỉnh đốn đảng. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề quy hoạch hóa các cái chức vụ được gọi là chính phủ chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ nhất, thưa quý vị cũng còn nhớ là khi nghị quyết 4 ra đời vào năm 2011, thưa quý vị, thì cái nghị quyết này là nhằm trong sạch hóa Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái vấn đề là loại bỏ những thành phần không làm được việc, những thành phần tham nhũng, những thành phần đã có những cái tư tưởng suy thoái. Ba cái vấn đề đó, thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại. Cái thất bại thứ nhất là, thưa quý vị, sau cái nghị quyết Trung ương 4 thì họ có một cái hội nghị Trung ương 5 và để bàn về cái vấn đề sửa đổi hiến pháp cũng là sửa đổi đất với cái vấn đề luật đất đai. Quan trọng hơn là cái nghị quyết Trung ương kỳ 6, quý vị cũng biết là Bộ Chính trị đã đưa ra một cái đề nghị là kỷ luật một ủy viên của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị có 14 người. Bộ Chính trị không nói tên cái người đó ra, nhưng mà thưa quý vị, ai cũng biết đó là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị đề nghị đưa ra trước Ủy ban Trung ương Đảng cái hội nghị Trung ương 6 để kỷ luật vì đã phạm những cái lỗi lầm nghiêm trọng để cho cái nền kinh tế quốc gia đi xuống và để cho các cái xí nghiệp, đặc biệt là hai cái doanh nghiệp tổng công ty Vinasin và Vinaline đã bị thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, thưa quý vị. Ông Nguyễn Tấn Dũng ra trước Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỳ đó họp kỳ 6 đã biểu quyết cuối cùng đã không có kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng như không có kỷ luật Bộ Chính trị, mặc dù Bộ Chính trị đã yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho chịu một cái hình thức kỷ luật và chịu nhận là đã có những cái trách nhiệm trong vấn đề không có được chỉnh đốn đảng cho đến nơi đến chốn và đã làm hỏng nhiều việc đối với đất nước. Sau cái hội nghị Trung ương 6, thưa quý vị, uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam đã sa sút một cách hết sức nghiêm trọng. Người dân trong nước và đặc biệt là các đảng viên không còn tín nhiệm gì ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người ta cho rằng cái Ban Chấp hành Trung ương Đảng và ông Nguyễn Phú Trọng đã bao che cho nhau, đã làm trò hề trước nhân dân và người dân không còn tín nhiệm cái điều mà đã quy định ở trong cái nghị quyết 4 là phải thanh toán những cái thành phần không có làm được việc cho dân, cho nước. Sau cái nghị quyết Trung ương 6 thì người dân, thưa quý vị, người dân đã chán nản, đảng viên đã chán nản, bất mãn, bất bình một cách tối đa. Bây giờ cái hội nghị Trung ương 7 kỳ này, ông Nguyễn Phú Trọng lại bày ra cái trò được gọi là kiểm điểm lại một năm thi hành cái nghị quyết Trung ương 4 để xem công việc làm tới đâu. Tất cả những cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng nói trong cái bài dẫn văn khai mạc mà tôi đọc được, không có cái điều gì là ông Nguyễn Phú Trọng nhận lỗi là đã không có làm được đối với cái nghị quyết 4. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ cho rằng đảng tiếp tục kiên trì để mà sửa đổi, để mà phê bình, lẫn nhau, cũng như là nhận chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước đảng về những cái sai lầm của mình. Tất cả cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng nói ra, thưa quý vị, đều bằng thừa. Tôi cho rằng là Nguyễn Phú Trọng bắt buộc phải nói cái điều đó ra. Nhưng mà không ai coi những cái điều của ông Nguyễn Phú Trọng nói ra trong cái hội nghị Trung ương 7 khai mạc tại Hà Nội vào ngày mùng 2 tháng 5 có giá trị gì đối với cái vấn đề sửa đổi chỉnh đốn đảng, là bởi vì cái hội nghị Trung ương 6 đã nói lên tất cả những cái sự làm ăn bôi bác của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Họ tiếp tục bao che cho nhau và họ tiếp tục bảo vệ lẫn nhau trong cái vấn đề làm hại đất nước, thưa quý vị. Cái vấn đề thứ hai là, thưa quý vị, họ thảo luận trong cái hội nghị này về cái vấn đề được gọi là cái quy hoạch các cái chức vụ chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nghĩa là từ giờ trở đi cho đến năm 2021, họ đưa ra một cái đề án là thực hiện cái kế hoạch này từ năm 2016 cho đến năm 2021. Thưa quý vị, đấy là cái khóa đảng kỳ thứ 12. Khi ông Nguyễn Phú Trọng đề ra cái dự án này và để cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, thì thật sự ra
họ chỉ đề ra những cái điều mà những cái tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ lãnh đạo, để làm sao cho cái guồng máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn bị tai tiếng, người dân có thể được tiếp tục tín nhiệm. Điều được gọi là cái liên hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân mà ông Nguyễn Phú Trọng nói trong cái bài diễn văn cần phải được phục hồi, ông Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận là từ mấy năm vừa qua. Về vấn đề tình trạng tham nhũng, về vấn đề suy thoái tư tưởng và đạo đức của cán bộ đảng viên đã khiến cho người dân mất tín nhiệm trong Đảng. Đấy là cái điều mà Đảng Cộng sản đang lo ngại. Giờ đây, họ đưa ra cái kế hoạch được gọi là quy hoạch hóa những cái chức vụ chiến lược để làm sao để lấy lại uy tín cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cái khóa Đảng 12, tức là vào năm 2016, họ sẽ tổ chức một cái kỳ đại hội Đảng lần nữa để bầu lại Tổng Bí thư Đảng cũng như là Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới. Mà tôi không nghĩ là cái kế hoạch này sẽ thành công là bởi vì kinh nghiệm ở cái khóa Đảng này đã thực hiện ở trong cái kỳ hội nghị Trung ương 6 để mà sơ đổi chỉnh đốn Đảng thì họ đã hoàn toàn thất bại. Người dân không còn tin tưởng gì nữa, trí thức trong nước không còn tín nhiệm Đảng Cộng sản Việt Nam, và một số cựu đảng viên, kể cả những người được gọi là lão thành cách mạng, là những người có uy tín nhất ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ về hưu, đã lên án Đảng Cộng sản Việt Nam không thành thật để sửa đổi và đã không quyết tâm để bỏ đi những cái thành phần không có làm được công việc cho dân cho nước. Điển hình là những người như là ông Nguyễn Tân Dũng hay là những cái viên chức thối nát khác, tham nhũng khác từ trước cho đến bây giờ vẫn không có bị trừng phạt, vẫn không có bị nghiêm trị, ngoại trừ chỉ có một số người trong hai cái tổng công ty Vinasin và Vinalife, cũng như là một số người mới đây đã bị bắt hoặc đã bị giam về vấn đề tham nhũng mà chưa có bị trừng trị, chưa có bị đưa ra tòa, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, trong cái kế hoạch được gọi là phối trí lại các cái chức vụ chiến lược này, thì theo những cái tin của chúng tôi nhận được trong cái kỳ họp này, rất có thể, tôi xin nhấn mạnh, rất có thể Bộ Chính trị từ 14 người sẽ được tăng lên 16 người, và hai cái người mà sẽ được đưa vào Bộ Chính trị là ông Nguyễn Bá Thanh, là trưởng ban nội chính Trung ương, và cái người thứ hai là ông Vương Đình Huệ, trưởng ban kinh tế Trung ương. Cả hai cái chức vụ này rất quan trọng, thưa quý vị. Quý vị cũng biết, cái vai trò của ông Nguyễn Bá Thanh là được đưa từ Đà Nẵng về Trung ương để mà thanh toán nạn tham nhũng, để mà thanh toán những cái người được gọi là cái nhóm lợi ích ở trong Đảng, những nhóm lợi ích ở trong tất cả các guồng máy cai trị của nhà nước, những cái nhóm lợi ích này đang là ăn hại đái nát đối với nền kinh tế quốc gia, đã là những tổ chức tham nhũng, mà những cái tổ chức vay mượn tiền của nhà nước, tức là vay mượn tiền của nhân dân để đi làm kinh tế, để đi thu lợi. Trong đó có vấn đề đầu tư vào nhà đất, và phần lớn những cái nhà đất này là của những người có vai vế ở trong Đảng, được gọi là những tư bản đỏ của trong Đảng, những người có tiền, những người có bạc, những người có quyền và có thế ở trong Đảng quy tụ với nhau để mà vay mượn tiền nhà nước chia chắc nhau và xây lên các cái cơ sở để buôn bán với nhau. Giờ đây, cái vấn đề đất đai ở Việt Nam đã trì trệ, và tất cả những nhà cửa của những người này làm ra đã không có thể bán được vì người dân không có tiền mua. Vì vậy cho nên cái kỹ nghệ được gọi là kỹ nghệ nhà đất ở Việt Nam đã trì trệ và đã gây ra một cái khủng hoảng kinh tế mới. Đấy là những cái điều mà đã được cái hội nghị kinh tế mùa xuân tổ chức ở tại Nha Trang cách đây hơn 2 tháng đã đưa ra cái vấn đề là phải làm sao để mà thanh toán cái vấn đề này. Và cái kế hoạch được gọi là tái cơ cấu kinh tế của chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã không có làm được bất cứ một cái việc gì sau một năm đưa ra hoàn toàn trên giấy tờ, quý vị. Đấy là cái vấn nạn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế cho nên nói chung lại là cái hội nghị Trung ương 7 này nếu có thu đạt được một cái có kết quả gì mà dự trù chấm dứt vào ngày 11 tháng 5 thì tôi cho rằng là họ sẽ lại tái xác nhận lại những cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước tới giờ vẫn duy trì cái quyền lực, duy trì cái vai trò lãnh đạo độc tôn, độc tài và đã bác bỏ toàn diện những cái yêu cầu của người dân trong nước. Tức là họ vẫn bảo thủ, họ vẫn ngoan cố và họ vẫn tiếp tục đi sai đường lối, vẫn tiếp tục áp đặt cái chủ nghĩa cộng sản đối với người dân Việt Nam. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.